Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krungbúc. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị sơ kết công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2022. Thường trực huyện ủy làm việc với đảng ủy các xã trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện họp triển khai phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Đoàn 360 tổ chức phát động quần chúng tại buôn Eglock, xã Chư Bâng. Đội sản xuất số 3 công ty cà phê 15 kết nghĩa với thôn 1 xã Anh Ngai. Phần cuối chương trình là nội dung Đại hội thể dục thể thao xã Chư Né và xã Tân Lập lần thứ nhất năm 2021-2022. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 15 tháng 6, huyện ủy Krungbúc tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan khối nội chính huyện Krungbúc đã bám sát chức năng nhiệm vụ và sự lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy và ngành dọc cấp trên, triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác. Ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cũng như công tác huấn luyện trong lực lượng. Công an huyện đã thụ lý và triệt phá nhiều vụ án trọng điểm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Các cơ quan hành pháp thực hiện công tác tố tụng đúng theo luật định, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2022. Báo cáo kết quả thực hiện quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đã đề nghị các cơ quan nội chính cần bám sát nhiệm vụ chuyên môn dưới sự lãnh đạo của Đảng, khắc phục tồn tại hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin Thường trực huyện ủy Krungbúc làm việc với đảng ủy các xã trên địa bàn huyện. Chiều ngày 14 tháng 6, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư huyện ủy đã có buổi làm việc với đảng ủy xã Chư Né về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng năm 2022. Cùng đi với đoàn còn có đồng chí Ini Mờ Lô, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy xã Chư Né đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của xã có chiều hướng phát triển tốt, đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người từng bước được nâng cao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã ước thực hiện đến tháng 6 năm 2022 đạt 29,6%. Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 49%, tiếp nhận xử lý và trả kết quả được 2.184 hồ sơ của công dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư huyện ủy cũng lắng nghe nhiều ý kiến thảo luận của các ban ngành đoàn thể của xã Chư Né. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của xã Chư Né. Qua đó, đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, xã cần tập trung chỉ đạo quyết liệt thu ngân sách, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp, đất quy hoạch, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Chiều ngày 15 tháng 6, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Chư Bô về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Ini Mờ Lô, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách của xã Chư Bô đạt hơn 50% kế hoạch được giao. Sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi phát triển ổn định. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 26,7% kế hoạch được giao. Giao quân đạt 107%, vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự còn nhiều diễn biến phức tạp. Tình trạng trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy còn diễn ra. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Chư Bô có 2 quần chúng được kết nạp vào Đảng. Kiểm tra đảng viên chấp hành đạt 27,64%.
Các đồng chí trong đoàn công tác cũng đã nhấn mạnh đến việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cũng như cần nắm bắt tình hình của nhân dân trong công tác phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy đã yêu cầu Đảng ủy xã Chư Pô tập trung chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã, đảm bảo an ninh trật tự, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Sáng ngày 16 tháng 6, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Esin về tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022. Tại buổi làm việc, Thường trực Đảng ủy xã Esin báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn buôn cơ bản có nền nếp, chất lượng được nâng lên rõ rệt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, giao quân hoàn thành 100% chỉ tiêu. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt gần 55% kế hoạch huyện giao. Thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 43,93 ha, tỷ lệ 54,9%. Các hoạt động về kinh tế xã hội tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên và Đại hội Cựu chiến binh xã nhiệm kỳ 2022-2027. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy và các đồng chí trong đoàn công tác Huyện ủy cũng đã ghi nhận đánh giá cao tinh thần đoàn kết nỗ lực của Đảng ủy xã Esin trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời phân tích đánh giá những mặt đạt được cũng như những tồn tại hạn chế mà Đảng ủy xã Esin cần nỗ lực khắc phục trong thời gian tới. Trong đó chú trọng đến công tác đào tạo nguồn phát triển đảng, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm tra giám sát, tăng cường hỗ trợ người dân trong vay vốn phát triển sản xuất, tạo sinh kế, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Chiều ngày 16 tháng 6, đoàn làm việc của Thường trực Huyện ủy do đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Tân Lập. Đi cùng với đoàn còn có đồng chí Phan Hoàng Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy xã Tân Lập đã báo cáo khái quát với đoàn làm việc về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đến thời điểm hiện tại, công tác thu ngân sách trên địa bàn xã tăng cao so với cùng kỳ, đạt 107% dự toán huyện giao, 85% dự toán xã giao. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đánh giá cao kết quả đạt được của xã trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh Đảng ủy xã cần nghiêm túc rà soát, đánh giá lại những tổng thể các chỉ tiêu, tiêu chí đã đề ra từ đầu năm, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của 6 tháng cuối năm 2022. Sáng ngày 17 tháng 6, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Chư Pâng. Đến dự với buổi làm việc có đồng chí Phan Hoàng Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Chư Pâng đạt 46,5% kế hoạch giao, tổng chi ngân sách đạt 42,65% so với dự toán huyện và Hội đồng nhân dân xã giao. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã giải quyết 37 hồ sơ, hoàn thành chỉ tiêu giao quân đạt 100% kế hoạch, hoàn thiện 6 hồ sơ kết nạp đảng viên mới, xem xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức với 7 đồng chí. Bên cạnh đó, tại buổi làm việc, cũng dành phần lớn thời gian cho các đại biểu tham gia thảo luận đóng góp ý kiến. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, các đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Phan Hoàng Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của xã Cư Bâng. Qua đó, các đồng chí cũng nhấn mạnh, thời gian tới cần đẩy mạnh công tác thu thuế phí, khai thác tối đa các nguồn thu, đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Sáng ngày 16 tháng 6, Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc họp thống nhất phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Đồng chí Inim Lô, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, chủ trì cuộc họp. Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2022 sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7.
thí sinh sẽ lên địa điểm thi trước một ngày để làm thủ tục dự thi và đính chính thông tin nếu có sai sót. Theo đó, huyện Krông Búc sẽ có 538 thí sinh tham gia dự thi, trong đó có 27 thí sinh tự do. Trường Trung học Phổ thông Phan Đăng Lưu có 302 thí sinh, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cử có 209 thí sinh. Điểm thi chính tại Trường Trung học Phổ thông Phan Đăng Lưu và điểm thi dự phòng tại Trường Trung học Cơ sở Lý Tự Trọng và Trung học Cơ sở Lê Hồng Phong. Đợt này, toàn huyện có 538 thí sinh với 24 phòng thi. Thí sinh sẽ tham gia dự thi trong 2 ngày, từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7. Ngày 7 tháng 7, buổi sáng thi ngữ văn, buổi chiều thi toán. Ngày 8 tháng 7, buổi sáng thi tổ hợp các môn khoa học tự nhiên là vật lý, hóa học, sinh học và tổ hợp các môn khoa học xã hội là lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Buổi chiều thi ngoại ngữ. Đặc biệt, theo quy định mới, kỳ thi Trung học Phổ thông năm 2022, các vật dụng cá nhân của thí sinh phải để cách xa phòng thi ít nhất 25 mét để đảm bảo tính khách quan, chống gian lận trong thi cử. Tại cuộc họp, đại diện các phòng ban, các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện đã báo cáo nhanh công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2022. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Ini Mờ Lô, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đề nghị các phòng ban, đơn vị, các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện cần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, lên phương án dự phòng, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2022 diễn ra thành công tốt đẹp. Sáng ngày 15 tháng 6, Đoàn Phát động Quần chúng 360 đã tổ chức buổi phát động quần chúng tại Buôn Eglop, xã Chư Bâng. Đồng chí Phạm Đăng Khanh, trưởng ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã về dự. Tham dự lễ phát động, đông đảo nhân dân đã được các thành viên Đoàn 360 tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ và tác hại của các loại ma túy cũng như cách phòng tránh. Cơ quan chuyên môn đã trình bày một số bệnh truyền nhiễm thường gặp khi thời tiết giao mùa, tình hình đuối nước ở trẻ em và cách phòng tránh, tuyên truyền về pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Bên cạnh đó, các đồng chí lãnh đạo Ban dân vận huyện ủy Krông Búc và lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Chư Bâng đã tuyên truyền bà con nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Theo đó, xã Chư Bâng đã đạt 16 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chuẩn chưa đạt là tiêu chí về giao thông nông thôn và cơ sở vật chất, văn hóa, tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, cơ bản đạt. Các đồng chí cũng mong muốn rằng nhân dân cần nhận thức đúng về xây dựng nông thôn mới và xem đây là nhiệm vụ chính trị, cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, làm hạt nhân nòng cốt để sớm đưa xã Chư Bâng về đích nông thôn mới. Chiều ngày 15 tháng 6, đội sản xuất số 3 thuộc công ty cà phê 15 tổ chức lễ kết nghĩa với thôn 1, xã Anh Ai. Tại buổi lễ, hai đơn vị gồm công ty cà phê 15 và đông đảo cán bộ nhân dân thôn 1, xã Anh Ai đã thống nhất một số nội dung phối hợp như thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản của doanh nghiệp, của nhân dân. Đoàn kết phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí nhân dịp lễ Tết. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin Đại hội Thể dục Thể thao xã Chư Né và xã Tân Lập lần thứ nhất năm 2021-2022. Đại hội Thể dục Thể thao xã Chư Né lần thứ nhất năm 2021-2022 là ngày hội thể thao lớn của xã, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo điều kiện để phát triển phong trào thể dục thể thao của xã nhà, đặc biệt là phát triển các môn thể thao truyền thống. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy những thế mạnh của phong trào thể dục thể thao trên địa bàn, qua đó tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao, tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ 9 năm 2021-2022. Ở các môn thi đấu như điển kinh, đẩy gậy, kéo co, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều hình ảnh thể thao đẹp mắt. Thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, trung thực, giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Qua thời gian tranh tài sôi nổi, Buôn Đờ Rao đã giành giải nhất toàn đoàn, giải nhì toàn đoàn thuộc về Buôn Cơ Tăng Dun và giải ba toàn đoàn thuộc về Buôn Mùi Một. Trong 2 ngày 16 và 17 tháng 6, xã Tân Lập tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất với nhiều bộ môn thi đấu.
Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2022 của xã Tân Lập có 8 đội thi đến từ 8 thôn buôn trên địa bàn xã với gần 200 vận động viên tham gia. Các vận động viên tranh tài ở 5 môn thi đấu đó là bóng chuyền nữ, kéo co, đẩy gậy, bóng bàn và nhảy ba bố. Đây đều là những môn thể thao quần chúng được đông đảo người dân trên địa bàn xã thường xuyên tập luyện. Ngay sau lễ khai mạc, các môn thi đấu đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo quần chúng đến xem và cổ vũ. Đây cũng là dịp để xã Tân Lập tuyển chọn những vận động viên xuất sắc trong phong trào thể thao để tham gia Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krông Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.